Tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao quyết định số 529 quy TTG bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Tổng đoàn Địa lực Việt Nam EVN, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và tập thể cán bộ công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tân Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bộ trưởng hy vọng Tân Thứ trưởng Đặng Hoàng An với kinh nghiệm quản lý tại doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều đóng góp và sẽ phát huy hết năng lực phẩm chất làm việc với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, đồng thời trao dồi nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực mới, góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh của Bộ cũng như là ngành công thương. Tân Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết trên cương vị công tác mới, cá nhân Thứ trưởng nhận thức đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề tân thứ trưởng hứa sẽ luôn nỗ lực đoàn kết sát cánh cùng lãnh đạo bộ các đơn vị cán bộ của bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao